Em chào mọi người nhá. Hôm nay em sẽ lên dòng lan hồ điệp thơm cho bác nào mà chưa có cái dòng này để mình sưu tầm nhá. Cây của nhà em thì là cây to rồi và đã từng cho hoa một năm rồi. Đấy, cây rất là đẹp như thế này. Hồ điệp thơm thì thường là lá nó sẽ xanh, xanh nét luôn. Đấy, nó có màu vàng thơm và cam thơm nhá. Ở đây em chỉ có ít thôi, ở đây có mỗi 3 khay thôi, 1 khay, 2 khay, 3 khay, 4 khay. Đấy, 4 khay hồ điệp thơm nhá. Đó, lá xanh, hoa vàng hoặc là hoa cam, màu thơm như nước hoa Pháp ấy, rất là thích. Đó. Cây thì cực kỳ khỏe luôn nhá, bộ rễ và lá này không hề có lỗi gì luôn. Đấy, cây trồng thuần vườn tự nhiên rất là dễ sống. Mình về trồng cực kỳ đơn giản thôi. Đó, một cây này thì hôm nay em sẽ bán với giá là 40.000. 40.000 một cây hồ điệp thơm này nhá, hàng siêu tầm. Cây khá là đẹp, hồ điệp thơm thì nó là hoa mini nhá. Đấy, hồ điệp đại nó không có thơm. Thơm thì nó phải là hoa mini. Đó. Cây này đã từng cho hoa một năm rồi nha. Tết năm vừa rồi nó đã cho hoa rồi. Đó, có màu cam thơm, vàng thơm và đu đủ. Đấy, những cái màu mà tông vàng thì nó sẽ thơm. Hoa mini, hoa nhỏ xinh xinh nhá. Hình thức cây thì khá là đẹp đấy. Với những cái cây hồ điệp thơm hoa nhỏ mà như thế này là khá là đẹp. Đây là cây đẹp nhất rồi. Không thể có cây đẹp hơn nữa rồi. Đấy. 40.000 một cây nhá. 40.000 một cây. Tiền ship toàn quốc thì là 35.000 cho em. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106 nhá. Em để ở dưới bài viết rồi, em nhắc lại là 0974702106. Em chào các bác.